Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Anh Bằng đã để lại cho chúng ta trên 650 nhạc phẩm mà đa số là nhạc đại chúng và rất là đa dạng. Và một trong những cái nhạc phẩm bất hủ chúng ta được biết đến đó là nhạc phẩm Nhật ký Hai đứa mình. Và bây giờ Thùy Vân xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào đón một tiếng hát ngọt ngào cũng đã từng cộng tác với Trung tâm Minh Tránh từ những ngày đầu tiên. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón Leon Vũ. Lại nhật ký của hai đứa mình, đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có mây, hai đứa yêu trong tình đầm say. Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời. Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng mà nghe sóng khơi. Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng cười, dấu chân in mòn khắp nơi, hai đứa như chim trời có đôi. Dòng nhật ký chép lâu lắm rồi, chuyện tình năm trước nay đành vùi chôn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ, rực đi cùng đàn thiết tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Lâu lắm rồi, chuyện
nhận tình năm trước, nay đành vui chôn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ, rực đi cùng đàn thiết tha, thôi cũng như qua một giấc mơ. Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ, rực đi cùng đàn thiết tha, thôi cùng